Hello, konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm thử một số câu hỏi về từ vựng để chúng ta sẽ cùng phân tích những cái cụm từ thoạt nhìn thì có vẻ như là nó rất là giống nhau nhưng mà thực ra là không phải giống nhau. Để chúng ta sẽ cùng học về từ vựng nhé. Đầu tiên, câu hỏi số 1 đấy ạ. Các bạn hãy dừng video này lại một chút để chúng ta cùng suy nghĩ xem là phương án nào chính xác nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào phân tích. Có bạn nào chọn phương án số 1 không ạ? Mình nghĩ là chắc là hẳn cũng có khá nhiều người chọn phương án số 1 vì chúng ta thấy ở cái câu hỏi của chúng ta là Kokan shite moraemasen ka? Cụ thể đây là người ta hỏi là cái áo len ngày hôm qua ấy thì tôi đã mua ở đây rồi đúng không ạ? Kino katta. Thì bây giờ có thể đổi cho tôi được không? Kokan shite moraemasen ka? Và đoán chắc là sẽ có rất nhiều người chọn phương án số 1 hikikaete để thay thế cho cái từ kokan. Nhưng thực ra thì cái đáp án chính xác của chúng ta sẽ là torikaete, là phương án B. Tại sao lại như vậy? Lại bởi vì cái động từ hikikaeru thì nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là để chúng ta có được một cái gì đấy ở trong tay, đúng không ạ? Có được một cái gì đấy người ta đưa cho mình thì mình sẽ phải đưa một cái gì đó cần thiết cho người ta. Ví dụ như là để mà mình nhận được quà thì mình phải đưa cái phiếu trúng thưởng để mình đổi lấy quà chẳng hạn. Đó, đấy là những cái cần thiết. Và phần lớn nó sẽ được dùng cho cái trường hợp là mình phải đưa ra cái của mình nhá, để mình đổi lấy một cái gì đó theo như cái yêu cầu từ đối phương. Vậy thì trong cái trường hợp này nó không phải với cái sắc thái như vậy đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ hiểu rằng là kokan suru không hẳn là lúc nào nó cũng bằng với từ hikikai được. Có những trường hợp nó không bằng nghĩa với nhau và không thể thay thế được. Bởi vì kokan suru chỉ thể hiện cái nghĩa là chúng ta đổi rồi, qua lại thôi. Ví dụ như là meshi o kokan suru, mình đổi danh thiếp thì được, nhưng không thể dùng là meshi o hikikai được. Bởi vì người ta cũng có đâu có yêu cầu và cần thiết bắt buộc phải đưa ra đâu, đúng không ạ? Hoặc là iken o kokan suru, trao đổi ý kiến thì ok, nhưng không thể dùng với iken o hikikai được. Nên là cái phương án số 1 là sai và chúng ta sẽ chọn là phương án số 2, chính là cái chữ thế. Nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là chúng ta sẽ bỏ cái trước đi và chúng ta thay vào một cái khác, thay thế nó vào. Ví dụ như là bây giờ cái điều hòa chúng ta đang dùng thì chúng ta sẽ bỏ đi để chúng ta thay vào một cái mới, hoặc là thay vào một cái mới để thay thế cho cái cũ. Vậy thì nó phù hợp với cái trường hợp này của chúng ta. Cái áo len ngày hôm qua thì bây giờ thay thế cho tôi một cái mới khác, đúng không ạ? Atarashii mono, đổi cho tôi một cái mới khác. Thì cái phương án thứ hai sẽ là phương án chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2 nha. Các bạn hãy dừng lại một chút để suy nghĩ xem nha. Có ai chọn nào phương án số 1 không ạ? Hikikaete. Chia buồn với các bạn chọn phương án số 1 nhé, bởi vì đáp án của chúng ta là phương án số 2. Phương án số 1, hikikaeru, thì thường các bạn sẽ thấy nó trong môi trường business, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thể hiện cái nghĩa là mình tiếp nhận một cái công việc từ người khác giao cho. Ví dụ như là tôi sẽ tiếp nhận cái công việc đó, sono shigoto hikikaemasho, hoặc là cậu tiếp nhận cái công việc đấy hộ tôi được không? Shigoto hikikaete kuremasu ka? Còn với hikitoru thì nó sẽ thể hiện cái nghĩa là mình tiếp nhận và mình chăm sóc, sewa o suru. Nên là trong trường hợp này, ý nghĩa của câu này là gì? Bà ta ấy, thì bởi vì vợ chồng của cô con gái thì đều đã mất rồi, thế nên là bà ấy nhận cháu về để nuôi, đúng không ạ? Nhận và chăm sóc nha. Chúng ta sẽ chọn là phương án số 2, hikitote. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần câu hỏi số 3, câu hỏi cuối cùng trong video này. Các bạn hãy cùng nhìn xem là phương án nào sẽ chính xác ở đây ạ. Mình nghĩ với câu hỏi này thì có thể mọi người sẽ trả lời đúng nhiều đây. Đáp án chính xác của chúng ta là tori hazusu. Nè, tại sao tori nozoku ở trường hợp thứ nhất lại sai? Bởi vì tori nozoku nó dùng để thể hiện cái nghĩa là mình loại bỏ, loại trừ những cái fuyo ni natta, những cái không cần thiết, hoặc là những cái gây cản trở cho mình, tóm lại những cái mình không mong muốn. Ví dụ như là mình loại bỏ những cái chướng ngại vật này, hoặc là mình loại bỏ, xua tan đi những cái mối nghi ngờ, những cái nó tiêu cực mà mình không muốn. Fushin kango tori nozoku, nó có thể dùng cho cả những cái hữu hình, ví dụ như là mình loại bỏ những cái rác đi, hoặc là những cái vô hình giống như cái trường hợp là loại bỏ đi những cái sự nghi ngờ, đúng không ạ? Còn với tori hazusu, hazusu là cái chữ ngoại này của chúng ta, dùng để thể hiện là mình lấy cái gì đấy ra ngoài, đúng không ạ? Ví dụ như là mình đang đeo khẩu trang và bây giờ người ta bảo mình hãy cởi khẩu trang ra, mình sẽ dùng là masuku o hazushite kudasai. Vậy thì cái tori hazusu nó sẽ dùng để thể hiện nghĩa là mình lấy một cái gì đó, có thể nó là sẽ là một phần hoặc một cái gì đó nó nằm ở trong cái tổng thể để bây giờ mình lấy ra, chứ nó không dùng để cho những cái gọi là mình không cần thiết đâu. Thế nên ở đây chúng ta thấy là cái thẻ nhớ, đúng không ạ,
Memory, nó là một phần trong cái máy tính chứ nó không phải là những cái chúng ta không cần thiết. Thì ý của câu này là khi mà chúng ta lấy cái thẻ nhớ ra khỏi cái máy tính thì chúng ta cần phải chú ý. Đó, thì phương án lựa chọn của chúng ta sẽ là phương án số 2, 取り外す. Hy vọng rằng qua video này với 3 câu hỏi như thế này thì các bạn đã phân biệt được một số cái cụm từ nó gần gần na na giống nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.